Dạ, chào anh LTK, chào toàn thể cô chú anh chị gần xa. Lời nói đầu tiên thì cho nhà vườn Hoàng Em kính lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị. Và cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn Hoàng Em ha. Nhà vườn Hoàng Em ở An Phú, An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng ha cô chú. Số điện thoại là 0917 899 593, cũng là số Zalo và Facebook của em luôn ha. Hôm nay thì em về có 4 cây chanh bông tím, một số mai chiêu thủy lá lớn da đen và một cây khế tàu lớn ha cô chú, cùng với một số phôi mai chiêu phôi nguyệt quế lá sắn bông chùm để cùng giao lưu với cô chú anh chị ạ. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ em trong clip này ha. Dạ, đến với cây số 1 nha cô chú anh chị. Cây số 1 là một cây chanh bông tím nha cô chú anh chị nọ. Cây chanh bông tím ha cô chú. Mã số 1 hả cô chú. Dạ, chiều cao của em nó là 57. Bình thân em đo trên này đi hả cô chú, tham khảo mà. Ngay vị trí này đó là 18 ha. Ở dưới này thì chắc khoảng 20 mấy. Dạ, cây mã số 1 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có giá trên toàn bao ship toàn quốc có giá là 600 ngàn hả cô chú. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, cây số 2. Trời mưa trơn trợt quá cô chú ơi. Cây số 2 cũng là cây chanh bông tím đó cô chú. À. Cây này thì mình về trồng tầm khoảng nửa tháng là nó đâm đọt khoảng tháng là mình có trái hả cô chú. Dạ, chiều cao nó là 55. Còn thân em đo dưới này cho cô chú anh tham khảo luôn nha. Ngay vị trí này đó là 31. Dạ, ngang cổ rễ hả cô chú. Dạ, cây số 2, cây chanh bông tím số 2 này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị trên toàn quốc có giá là 600 ngàn hả cô chú. Em bao phí ship ạ. Rồi, đổi cây. Dạ, cây số 3 hả cô chú. Cây số 3 có cái thế độc hả cô chú ha. Dạ, cũng là chanh bông tím hả cô chú. Dạ, em quay từ từ nãy thôi cô chú anh chị xem không kỹ. Dạ, chiều cao của em nó là 57 hả cô chú. Dạ, hoàn thân ngay vị trí này đó là 29. Đó. Cái chanh bông tím ha, rễ đều ha. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có giá là 750 ngàn, bao phí ship ha cô chú. Rồi, đổi cây. Dạ, cây số 4. Cây số 4 cũng là một cây chanh bông tím ha cô chú. Dạ, chiều cao là 92, hoành thân là 16. Cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 550 ngàn, em bao phí ship. Dạ, em hết chanh bông tím ha. Qua mài chiêu thủy ha cô chú. Đó. Này, mai chiêu thủy lá lớn da đen ha cô chú. Cây số 5. Hình giống như bạch tuộc vậy ha cô chú. Chiều cao đó là 52. Tổng hoành cụm của nó là 92 hả cô chú. Cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị trên toàn quốc có cái giá là 1.200.000 hả cô chú. Rồi, xuống luôn. Cây đó là cây số 5.
Dạ, cây số 6 nha cô chú. Đó. Cây số 6 cũng là một cây mai chiếu thủy lá lớn da đen hả cô chú. Nó có 9 tay hả cô chú. Dạ, chiều cao từ mặt đất cho tới chiều cao nó là 1,5 m hả cô chú. Em đo vành thân trên chỗ này hay cô chú, trên cái cụm trên này ha. Lắc lượng đẹp. Ngay vị trí này đó là 34 nha cô chú. Còn cái nào đế này đặc lắm ha. Cái này thì 97 ha cô chú. Em đo trên này luôn ha. Đó. Già dữ lắm rồi. Mấy cây mai chiếu thủy này khoảng trên 20 năm hết trơn cô chú. Dạ, cây mã số 6 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có giá, em bao phí ship toàn quốc có giá là 2.900.000 ha cô chú. Rồi, đổi cây. Dạ, cây số 7. Cây số 7 cũng là cây mai chiếu thủy đấy, lá lớn và đen ha cô chú. Đó. Cây này thì chủ nhà người ta ấy xử lý cái bộ đế là quá đế quái đẹp không mấy cô chú, nu nần quá đã luôn ha. Về cô chú anh chị nè, thích thì sửa lại cũng được. Dạ, chiều cao nó là 1,2 m. Em đo bạn nội cụm đi. Tổng cái nồi nó là 1,03 m ha cô chú. Em đo trên này ha. Ngay vị trí này đó là 25 hả cô chú. À. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có giá là 1.800.000 hả cô chú. Em bao phí ship. Dạ, đến với cây số 8 hả cô chú. Cây số 8 là cũng là cây mai chiếu thủy lá lớn da đen ha. Đó. Cây này thì nó thẳng băng ha cô chú, tai chi thì nó ra đều ha. Đó. Cũng từ cây mình bắt mâm ha. Bắt mâm. Cũng tưởng mình bắt mâm thì ông chủ nhà ông chơi là chỉ cắt soạn lại chút đỉnh. Cho cô chú anh chị mình thích kiểu nào thì về mình cắt theo kiểu đó, em chỉ dọn lại cho nó sạch cây chút đỉnh thôi ha. Chiều cao là 1,35 m. Cái hoành đế là 1,02 m ha cô chú. Đó, nói cái chỗ này thì nó cây này nó hơi phía chỗ này một chút. Nhưng mà nó không có một lũa ha cô chú. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị trên toàn quốc có cái giá là 2.500.000 hết cô chú. Bao phí ship tới tận nhà ha. 2.500.000. 2.500.000. Dạ, đến với cây số 9 nha cô chú. Đó. Tạo hình thế hết trơn hết cô chú. Dạ, chiều cao của em nó là 1,2 m. Đây. Dạ, tổng nồi đế là 1,04 m. Dạ, vành thân ngay vị trí này đó là 39. K
Cây mã số 9 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có giá là 1 triệu 9 luôn hả cô chú. Đó. Rồi đổi cây. Xịn quá cô chú ơi. Dạ cây số 10. Lá lớn da đen hết hả cô chú. Dạ cây số 10 chiều cao là 1,5 m hả cô chú. Lâu lâu mới có được lô như thế này hả cô chú. Dạ tổng nồi đế của nó là 91. Em đo trên ha, chứ không đo rộng ha. Nó liền hết trơn hả cô chú. Dạ cây số 10 này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 1.900.000 hả cô chú. Dạ rồi đổi cây. Cây số 11. Cây này một cụm hả cô chú. Nhưng mà nó liền hết ha, liền lại hết ha. Đó. Nhìn cái cụm rất dễ thương ha cô chú. Chiều cao là 43. Tổng hoành nó là 72. Đó. Cây rất là duyên dáng ha cô chú. Dạ. Chiều cao rồi. À, cây này cây số 11. Cây số 11 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 1,5 triệu ha cô chú. Em bao phí ship ha. Rồi đó cây nắm ở trên luôn em. Cây số 12 là cây mai chiếu thủy nữa ha cô chú. Đó. Chiều cao là 1,09 m. Hoành đế là 98. Cây này thì nó có bị lũa nhẹ đây hả cô chú. Nó chóc bị chóc da ha. Nhưng mà không sao ha. Dạ. Cây số 12 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 900.000. Rồi đổi cây. Cây nổi. Dạ cây số 13. Cây số 13 hả cô chú. Đó. Rất là đẹp nha cô chú. 1,5 m hả cô chú. U nần quá, u nần rồi cô chú ơi. Nếu mà mai vàng là nó xù luôn, người ta kêu là xù luôn. À, quá chừng luôn. Dạ tổng nồi đế của nó là 1,1 m hả cô chú. 1,12 m luôn. À, rất là đẹp hả cô chú. Dạ cây số 13 này thì em cũng xin giao lưu cô chú chị trên toàn quốc hả cô chú. Dạ em với cái giá có giá là cây này đó là 3.900.000 hả cô chú. Rồi đổi luôn. Dạ cây số 14. Cây số 14 này thì là cũng là cây mai chiếu thủy lá lớn da đen nữa hả cô chú. Đó. Chiều cao là 1,4 m hả cô chú.
Dạ, hoành đế hoành ngay vị trí này đó là 98. Dạ, cây số 14 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị trên toàn quốc có cái giá là 2.200.000 hết cô chú. Rồi, đổi cây. Cây số 15. À, cây số 15 nữa là cây này là rất vip này cô chú. Chiều cao là 1,5 m ha cô chú. Giờ cô chú anh chị vô tay vô dây là chơi ha. À, gần guốc dữ lắm luôn. À. Kiếm được cây mai chứ thỉ gì khó lắm rồi cô chú. Tổng nồi đế của em nó là 96. Đó. Đo lên chỗ vị trí này cô chú anh chị tham khảo luôn ha. Dạ, ngay vị trí này đó là 33. Liền lạc hết trơn hả cô chú. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị trên toàn quốc cũng có giá là 3.900.000 hả cô chú. Rồi, đổi cây. Dạ, cây mai cây số 16 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm mấy cô chú. À, nguyệt quế lá sắn bông chùm, cây này thì để đều ha. Cây này chiều cao là 1,1 m. Hoành thân là 29. Nếu đo chỗ này thì nó ra mà 3 mấy lần hả cô chú. Dạ, cây số 16. Cây số 16 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 700.000. Em bao phí ship hả cô chú. Rồi, đổi cây. Cây số 18. 17. Cây số 17 ha cô chú, là cây nguyệt quế nữa ha cô chú nọ. Nguyệt quế này có cái thế co lắc. Chiều cao là 46. Hoành thân là 19. Dạ, cây số 16 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 700.000 hả cô chú. Em bao phí ship. Cây 17 hả? Cây 17 hả cô chú. Cây 17 là 700.000. Cây số 18 hả cô chú. Đó. Nguyệt quế lá sắn bông chùm. Chiều cao là 1 m. Hoành thân cũng là 19 đó cô chú. À. Dạ, cây nguyệt quế số 17 này thì 18 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị có cái giá là 500.000. Bao phí ship hả cô chú. Rồi.
cây số 19. Nó không đứng. Hào Vĩnh không? Dạ cây số 19 hả cô chú? Rồi Vĩnh gì cơ? Bút đây. Dạ chiều cao nó là 1 mét hả cô chú? Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0917 899 593 hả cô chú? Hoàng thân là 18. Cây này có giá là 400 ngàn hả cô chú? Rồi đổi cây. Dạ cây số 20 hả cô chú? À, cây này nặng quá em lên bằng quay không nổi hả cô chú? Dám nổi à? Nổi. Ha. Không coi coi mẹ không được. Nổi nổi nổi. Ha, 1 2 3. Nổi. Ô nặng quá. Dạ cây số 20 á cô chú. Cây này là cây mai chiếu thủy ha cô chú. Năm thở mười thì mới gặp được một cây ha. Này cây này như là hồi em làm kiển tới giờ mới gặp được cây này hết cô chú. À. Quái. Ừ, như hồi Nam Bộ vậy đó mà hình thù của nó coi nè, hết bếp luôn. Già dữ lắm rồi, cây này ông chủ nhà ông nói ông nội ông ba gì ông trồng tới giờ. Rồi. Dạ chiều cao của em nó là 89 hả cô chú? Này như một cái hòn vậy ha. Nó, em không dám cắt, nếu mà cắt nhiều quá thì cô chú anh chị mình về hợp cái ý của mình á. Dạ. Dữ lắm hả cô chú? Khoảng chỗ này là khoảng 1m6 hả cô chú, khủng khiếp cái cây luôn. À, mã số 20 này á, thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị trên toàn quốc hả cô chú, cô chú anh chị ở xa dễ chơi. Dạ cây này á, thì em xin giao lưu với cô chú anh chị trên toàn quốc có cái giá là 6.500.000 hả cô chú, giá này là giá cũng vừa hả cô chú, không 6.500.000. Dạ, rồi. Dạ cây cuối clip đó là cây khế. Cây khế này thì không thể là nói là cây khế này trên 300 kg. Cây khế chua, cây khế tàu. Cây khế tàu hết cô chú. Cô chú anh chị mình ăn cá mà có cái này luôn là bài bản luôn ha. Làm vừa làm kỹ. Vừa làm kiển vừa ăn được luôn ha cô chú. À. Dạ chiều cao tầm khoảng 2,5 m ha cô chú. Có khoảng hơn 2,5 m ha cô chú. Em báo 2,5 m đi. À. Hoành ngay vị trí này đó là 90. Trên này luôn ha. Trên này đó là 58. Ông chủ nhà ông cắt cái nhánh này ha cô chú. À. Cây này thì nặng quá nên em không thể bao toàn quốc được ha cô chú. Nếu cô chú anh chị ở xa mà có thích cây này thì giá thỏa thuận ha. Còn em chỉ bao 300 cây số thôi ha cô chú. Giá cây này em xin bao cô đó là 6.500.000 nha cô chú. Em bao 300 cây số. Dạ. Cũng như cây khế tàu này cũng như là cây cuối clip. Cuối clip thì em có lời tri ân cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh.
cũng như đã ủng hộ em. Rất hy vọng cô chú anh chị ủng hộ em trong clip này. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0917 899 593 ha cô chú. Cô chú ủng hộ em và ủng hộ kênh ha. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Chào cô chú anh chị.